Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục phong thủy nhà ở của Thảo Luân Home. Tiếp tục cái chuyên mục tra cứu tuổi làm nhà bằng phần mềm phong thủy độc quyền của Thảo Luân Home, thì video ngày hôm nay tôi sẽ tra cứu tuổi làm nhà cho những quý vị và các bạn nào có năm sinh năm lịch là năm 1979. Đây cũng là năm mà những ngày vừa qua có khá là nhiều khách hàng đã nhắn tin đến hotline của Thảo Luân Home để mà nhờ chúng tôi tra cứu. Thì tại giao diện của phần mềm tra cứu phong thủy nhà ở của Thảo Luân Home thì tại đây chúng ta sẽ nhập cái năm sinh năm lịch là năm 1979 và năm chúng ta muốn xem là năm 2021, thì chúng ta sẽ nhấn vào xem kết quả. Năm 1979 tuổi là Kỷ Mùi và mệnh hỏa, năm xem sẽ là năm 2021 và phân tích bốn yếu tố vận hạn là kim lâu, hoang ốc, tam tai, bát trạch. Thì trong bốn yếu tố vận hạn trên thì nặng nhất là kim lâu, tiếp theo là hoang ốc, và nếu năm làm nhà mà phạm vào một trong hai cái hạn là kim lâu hoặc hoang ốc á, thì gia chủ là nên mùn tuổi hoặc là dời sang cái năm mà không bị dính hai hạn trên. Thì ở năm 2021 á, gia chủ 1979 tuổi Kỷ Mùi sẽ không bị hạn kim lâu, không bị hoang ốc, không bị tam tai và bị trạch xấu. Thì năm 2021 là một năm rất là đẹp để làm nhà cho tuổi 1979 Kỷ Mùi, vì chúng ta đều thỏa mãn được hai cái vận hạn lớn, đó là kim lâu và hoang ốc. Thì nếu như mà năm nay mà không làm nhà mà để sang năm 2022 thì tôi sẽ xem năm 2022. Năm 2022 thì các bạn thấy là năm 2022 á, thì tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ bị hạn kim lâu, không bị hoang ốc, không bị tam tai và được chặt tốt. Thì năm 2022 thì bị hạn kim lâu là hạn nặng nhất rồi, cho nên là năm 2022 không phải là năm tốt để làm nhà cho tuổi Kỷ Mùi 1979. Thì ở đây chúng ta có là năm tốt có thể làm nhà cho tuổi Kỷ Mùi là 2021, là năm nay. Nếu như năm nay quý vị bạn nào sinh năm 1979 không làm thì chúng ta phải đợi năm 2030, 2036, 2037, 2039, 2045, vân vân. Thì cho nên là những quý vị bạn nào tuổi Kỷ Mùi đang có dự định xây dựng ngôi nhà của mình thì hãy tranh thủ là làm trong năm nay, hoặc là phải, nếu mà đợi dời sang năm 2022, 2023 thì chúng ta phải mượn tuổi. Thì nếu như mà năm 2022 mà tuổi Kỷ Mùi mà muốn mượn tuổi thì có thể mượn các tuổi như là Kỷ Tỵ là 1929, Quý Tỵ 1953, Ất Mùi 1955, Ất Tỵ 1965 hoặc là Kỷ Tỵ 1989. Đây là những tuổi mà năm Kỷ Mùi 1979 có thể mượn để mà làm nhà. Thì trên đây tôi vừa chia sẻ về xem tuổi làm nhà cho quý vị bạn nào sinh năm 1979. Thì hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho quá trình mà lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà của các bạn. Quý vị các bạn nào có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì hãy nhắn tin gọi điện đến số hotline công ty 0834547474 hoặc là 0919547474. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn 24/7 bất kể ngày nào trong tuần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Thảo Lương tự hào là đơn vị hàng đầu về thiết kế và thi công nhà ở trọn gói trên phạm vi toàn quốc, với mục đích mang đến những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Công ty xây dựng Thảo Lương đã áp dụng công nghệ số hóa 3D laser scanning được chuyển giao từ công ty Star Global để số hóa toàn bộ ngôi nhà trong việc khảo sát, thiết kế, thi công cho đến hoàn thiện. Đây là công ty xây dựng đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ này vào xây dựng nhà ở và đã tạo được nhiều giá trị lớn cho khách hàng.